Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Phạm Hồng Châu. Lời nói đầu tiên, xin lỗi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 11 năm 2024, tức là ngày thứ hai Thầy Thích Minh Tuệ đã về Gia Lai. Hôm nay trong một cái chương trình tiếp tục theo bước chân Thầy Thích Minh Tuệ, mình sẽ nói hai cái nội dung. Một nội dung thứ nhất là ngày thứ hai, tình hình tại Gia Lai, bà con Phật tử mình tề tụ về đó như thế nào. Nội dung thứ hai là tiếp tục một người giàu có lại lên mạng xã hội đòi quốc Thầy Thích Minh Tuệ, và trong đợt này có vẻ nặng nề hơn, dùng những cái từ ngữ, những cái lời nói rất là nặng nề hơn. Thì bắt đầu mời quý vị cùng xem nội dung trong video clip ngày hôm nay. Thứ nhất là tình hình của Thầy trong ngày hôm nay là 2 Tây tháng 11. Thì Thầy không có đi khất thực. Lý do tại sao? Lý do là từ bắt đầu rất sớm, khoảng 4 giờ sáng là có rất là đông người tụ tập ở trước cổng của cái công ty là Thiên Định Tuệ đó, Phát Tâm Thiên Thiên Định Tuệ, rất đông người. Và thậm chí là có hiện tượng là có người là gây mất trật tự ở đó, cho nên là Thầy không có đi ra khất thực. Và số lượng bà con Phật tử, người dân tụ tập ở phía trước cổng công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ cho đến chiều tối ngày 2 tháng 11 vẫn còn có người, vẫn còn người tụ tập ở đó rất là đông. Và đến thời điểm mà mình đang nói chuyện trên video này thì ở cái công ty Thiên Định Tuệ đó bắt đầu cho dán những cái tấm bảng là đề nghị là không được quay phim, chụp hình, không được tụ tập trước cổng cái công ty đó. Đó là một cái việc mà mình đã dự đoán trước rồi. Tình hình là rất khó để cho Thầy đi khất thực được, bởi vì có quá đông người tập trung ở đó, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, rất khó quản lý. Rồi những người thành phần không tốt trà trộn vào đó thì rất là khó. Thì sáng hôm nay là Thầy ở trong cái khu vực của cái công ty đó, thì cái miếng đất đó thì hơi rộng, thì có thể là có nhiều YouTuber, có nhiều bà con đứng ở trong một cái quán cà phê ở phía bên đây của một cái hồ nước rộng đó, thì nhìn qua bên kia cái hồ nước thì thấy Thầy là đang ngồi nói chuyện với một vài Phật tử hoặc là những người thân trong gia đình gì đó, mình không khẳng định được. Nhưng mà cái dáng vẻ của Thầy, cái nét mặt của Thầy rất là vui tươi, coi như là không có cái chuyện gì xảy ra hết. Thì mọi người có thể đứng từ bên đây cái hồ nước đó nhìn qua bên kia thì thấy. Và những cái clip đó được lan truyền ở trên mạng xã hội rất là nhiều, từ sáng đến giờ cũng rất là nhiều clip. Dự báo trong ngày mai á, ngày 3 Tây tháng 11 á, thì tình hình chắc cũng không có cải thiện được đâu. Bởi vì á, càng lúc sẽ càng có nhiều người kéo đến ở khu vực đó, chứ không thể nào giảm được. Và thậm chí có người, người ta còn ở xung quanh đó, thuê nhà trọ, nhà nghỉ ở xung quanh đó chờ để được gặp Thầy, để đánh lễ thầy. Cho nên là không thể nào mà nó có thể là giảm đi cái lượng bà con Phật tử tập trung ở đó được. Khó có thể mà giảm được hết. Và cái lực lượng bảo vệ á, thì như sáng nay thì mình cũng chỉ thấy là các anh YouTuber là coi như tự nguyện để giữ gìn trật tự. Nhưng mà làm sao làm sể được, một khi là không có chức năng nhiệm vụ thì rất là khó nói những người khác, khó nói bà con đông lắm nó không được đâu. Cho nên là Thầy không đi ra ngoài khất thực, cũng là lý do quá nhiều người tụ tập tại cái nơi đó. Nếu như ngày một Tây hình ảnh của Thầy đi rất là đẹp, Thầy đến từng nhà của bà con ở khu vực thôn xóm ở đó,
thầy xin miếng ăn đó, thì hình ảnh đó rất là đẹp. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì quá đông người đi, thì phải nói rằng đó là cái sự thu hút của thầy Thích Minh Tuệ, bà con ngóng chờ gặp thầy còn rất là nhiều. Người ta rất là muốn một lần đến được gặp thầy, thì cũng mong rằng là cái công ty đó là sắp xếp như thế nào, tổ chức ra sao để tiếp được tất cả những cái đoàn Phật tử người ta đến người ta đảnh lễ thầy. Thì có thể rằng mình có thể nói là thêm là công ty đó có thể thực hiện theo cái gọi là cái ý kiến của mình đưa ra như thế này. Thì nếu bà con Phật tử muốn đến đó để được đảnh lễ thầy á, thì phải đăng ký qua số điện thoại, website gì của công ty đó đưa lên, giống như mình đặt lịch trước á, thì công ty sẽ sắp xếp lịch ngày 1 là bao nhiêu người, ngày 2 bao nhiêu người, ngày 3 bao nhiêu người. Thì chính những cái người này khi đăng ký thì mới được vào để đảnh lễ thầy. Còn những người nào mà tự động đi tới tập trung ở đó thì không được vào, không được vô đảnh lễ thầy á, thì dần dần có thể á, là sẽ sắp xếp được để bà con Phật tử lần lượt người ta đăng ký, người ta hẹn ngày, hẹn lịch, rồi người ta đến để được gặp thầy, để được đảnh lễ thầy. Thì như vậy thì nó mới giải quyết được vấn đề mà tập trung đông người đó. Thì không biết là cái kế hoạch của công ty chỗ thầy mà đang trú ngụ ở đó như thế nào. Mà khó khăn cái chỗ này là thầy không phải là thầy ngụ, thầy cư trú ở một cái chỗ lâu ngày được, thầy cũng phải đi đây đi đó, đi khất thực, đi bộ hành gì đó. Thì không biết như thế nào cái cách thức tổ chức của công ty như thế nào, nhưng mà rất mong rằng là sẽ có những cái phương pháp, phải có cái cách làm như thế nào đó để thỏa lòng được cho bà con Phật tử. Rất là nhiều bà con Phật tử hầu hết trên mọi miền đất nước đều muốn về Gia Lai một lần để gặp mặt thầy, để đảnh lễ thầy đó, để cúng dường cho thầy. Đó là một cái mà mong muốn của rất là nhiều bà con Phật tử. Thậm chí mình ở đây, những người xung quanh mình, những người thân của mình thì cũng rất muốn đặt chân đến ngay chỗ mà thầy đang ở đó để được nhìn ngắm, nhìn đảnh lễ thầy, để được đảnh lễ thầy. Cái đó là một điều là mong muốn hết sức chính đáng của rất là nhiều Phật tử. Nội dung thứ hai trong video này thì mình cũng muốn nói là đợt trước một người giàu có đòi quốc thầy Thích Minh Tuệ không trượt phát nào. Sau khi phát biểu đó thì trên mạng xã hội có rất là nhiều luồng ý kiến và phản đối rất là nhiều. Và cũng có luồng ý kiến nói rằng là cho rằng đó là giống như là một bước thăm dò, một cục đá ném xuống để coi cái ao, cái hồ nó sâu cỡ nào. Thì chắc có lẽ là được từ ý kiến đó, và bây giờ cái người giàu có đó tiếp tục có những cái lời nói mà gọi là không còn tôn trọng gì đối với một cái người mà hành giả tu hành nữa. Có dùng những cái lời thật sự là phải nói rằng là không biết cái người giàu có đó cũng biết về đạo pháp, cũng có thể hiện là một người có tâm tu, nhưng mà cái cách nói năng, dùng những lời lẽ từ ngữ thấy rất là tục tiểu. Thì như những lần trước mình đã nói rồi, đối với thầy Thích Minh Tuệ, cho dù có đứng ở trước mặt chửi thầy, đánh thầy, thầy xem đó là cũng một việc hết sức là bình thường, và thầy sẵn lòng là để cho mọi người chửi, chứ thầy cũng không có cãi lại, thầy cũng không có đôi co lại, thầy cũng không có mắng mỏ gì lại hết. Đằng này chỉ có trên mạng thôi, thì đối với thầy nó không đó là một cái gì hết, nó không có ảnh hưởng một chút xíu gì đến cái tâm của thầy, để cho thầy phải bận tâm, thầy suy nghĩ, thầy lo lắng có ai công kích gì mình, thầy không có để ý tới một chút xíu nào hết. Trong quá trình đi bộ hành trước đây, thầy cũng đã từng kể rồi, có người đó là tác động vật lý đến thầy đó, nhưng mà thầy vẫn là cầu mong cho họ được hạnh phúc, họ được an lành, họ được giải thoát. Và thầy cũng không có nhắc tên người đó ở đâu nữa, thầy nói sợ ảnh hưởng đến cái người đó.
đằng này ở trên mạng, ở một cái khoảng cách địa lý rất xa, nói trên mạng không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bằng chứng là sáng nay chúng ta có thể thấy trên các cái video clip ở trên YouTube, thầy rất ung dung tự tại. Thầy ở trong cái chỗ thầy ở gần cái hồ nước đó, rất ung dung tự tại, mặt mày thầy là rất là sáng lạng, không có một cái nét gì ưu tư hết. Thì cái tâm, khi cái tâm người mình á mà nó sân hận á, thì nó làm cho cái thân của mình, cái sắc mặt của mình nó thay đổi, nó sạm đi thôi. Chứ đối với thầy á, là thầy đâu còn sân hận nữa. Cho nên là để ngày Chủ nhật này để xem coi cái người giàu có đó sẽ nói gì, ha, sẽ nói gì, sẽ làm gì. Đối với thầy Thích Minh Tuệ, một người mà không có đụng chạm đến bất kỳ ai, một người mà buông bỏ hết tất cả, nếu có ai đó lợi dụng hình ảnh của thầy, lợi dụng về vấn đề tu hành của thầy, thì những người đó mới là người có tội, người có lỗi. Chứ còn bản thân thầy không có tội, không có lỗi gì hết. Thì không biết cái người giàu có kia họ suy nghĩ như thế nào, họ đánh giá ra sao, họ nhìn nhận như thế nào mà họ nói là thầy Thích Minh Tuệ là nguyên nhân, là cái xảy ra, cái suy nghĩ của họ là xảy ra chuyện này chuyện nọ đối với mọi người. Thì mình không biết ra sao, mà đã nói rồi, trong video lần trước mình đã cũng đã nói rồi, các cái video trước mình nói rồi, nếu ai dùng những từ ngữ xúc phạm ha, hoặc là cái gì đó nói xấu thầy đó, thì trước sau gì cũng xảy ra cái quả báo. Ở đây là có xảy ra rất là nhiều rồi, có nhiều người xảy ra rồi, quả báo đến rất là nhanh luôn. Thì để xem cái người giàu có này như thế nào. Bởi vì cái người giàu có này á, nếu mà tính cho cùng, họ cũng có cái phước họ rất lớn. Chính vì cái phước lớn họ mới giàu, họ mới giàu như vậy. Thì họ có thể là cái thời gian quả báo nó tới, nó sẽ lâu hơn so với những người khác, bởi vì cái phước của họ lớn. Nhưng phước lớn có bằng một cái ông mà bao 40 năm tu hành hay không, thì để xem thử coi nha, coi nó lâu hay chậm nha. Thì cũng tương đương vậy thôi, 40 năm tu hành với là một người có phước để giàu có như vậy thì nó cũng tương đương thôi, chứ không có lớn hơn đâu. Thì chắc chắn rằng cái quả báo sẽ xảy ra, không cần ồn ào, không cần nói gì hết, tự nhiên nó sẽ tới. Và quý bà con Phật tử á, cũng đừng có nên là phải là gọi là gì, gọi là phản bác lại cái gì đối với người giàu có đó nữa. Họ nói riết một mình họ nói, đừng ai quan tâm tới nữa, là tự nhiên sẽ im bặt thôi, không có vấn đề gì hết. Mà đối với thầy á, cho dù có nói, đặt cái loa ngay lỗ tai thầy á, nói thầy cũng, tại tâm thầy là như đất rồi, tâm thầy như đất rồi, tâm thầy như địa rồi, thì những cái lời nói đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái tâm thầy, không có nổi sân lên đâu. Như mình á, những người phàm á, thì khi ai nói động đến mình thì mình nổi sân lên, mình sừng cồ lên, giống như cái người giàu có đó đó. Khi mà ai mà lên mạng nói về cái người giàu có đó thì cái người giàu có đó sẽ là nổi xung thiên lên, là muốn ăn thua đủ. Nhưng mà đối với thầy không có chuyện đó, thầy đâu có ăn thua đủ gì, thầy Thích Minh Tuệ không ăn thua đủ gì với ai hết á. Ai muốn làm gì đó thì là muốn hơn gì cũng được. Thầy vẫn cầu chúc cho mọi người, cầu chúc cho tất cả chúng sanh là được an vui hạnh phúc. Thầy xem tất cả mọi người giống như nhau hết nha. Người là đang có một cái tâm sân hận, mặt đằng đằng sát khí, trong lòng toàn là lửa, với lại một người hiền từ, là tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau hết. Cho nên là mọi người Phật tử cứ yên tâm, và để xem coi thời gian quả báo nó sẽ tới, chứ là cái người giàu có này như thế nào ha. Cho dù giàu có vàng mà chất thành núi á, thì cũng không còn. Hãy tin tôi,
mọi người hãy tin tôi đi và cứ chờ xem. Đó, thì trong video ngày hôm nay mình chỉ nói hai cái vấn đề đó thôi. Một đó là tình hình của thầy Thích Minh Tuệ trong ngày 2 tây tháng 11. Cái thứ hai là cái vấn đề người giàu có lại hâm là quốc thầy nữa vào ngày Chủ nhật tới này. Chủ nhật tới là hình như là ngày 3 tây tháng 11 đó. Thì để xem coi như thế nào. Thì rất mong bà con Phật tử xem video trên kênh YouTube Phạm Hồng Châu. Xin hãy vui lòng đăng ký kênh, like và đặc biệt là chia sẻ cho nhiều người biết đến cái kênh YouTube này. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình tại khu vực Gia Lai, nơi cốc nơi thầy đang trú ngụ đó, và có những cái bình luận đánh giá để gửi đến quý bà con Phật tử gần xa, để mình thấy được là thầy Thích Minh Tuệ, khi chúng ta phải nói rằng đến giờ phút này á, thì phải nói là phải có duyên mới gặp được thầy, rất hữu duyên mới gặp. Chứ bây giờ nhiều khi mọi người từ ở cái vùng khác tới, ở cái tỉnh thành khác tới, chưa chắc gì được gặp thầy đâu. Bảo đảm với tất cả mọi người luôn, chưa chắc gì được gặp thầy đâu, mà phải hội đủ cái duyên mới gặp được. Cái tình hình là có khi là chúng ta có duyên là tự nhiên là chúng ta sẽ gặp được thầy, mà tâm của mình á luôn luôn hướng về thầy thì cái tâm của mình nó sẽ được là sáng lên. Tâm mình nó sẽ được sáng lên. Nếu quý bà con Phật tử mình mà không có đến được để đảnh lễ thầy á, thì cái tâm lúc nào cũng hướng về á, thì mình sẽ tập cho cái tâm của mình và cho nó sáng lên là vậy. Đừng có tham sân si. Mình gột rửa bớt ba cái độc đó, cái tham sân si đó. Rồi video đến đây thì mình xin tạm dừng ở đây. Thì rất mong quý bà con Phật tử vui lòng đăng ký kênh ha. Chúc bà con Phật tử rất là nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc, luôn hướng về thầy Thích Minh Tuệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử trong video clip gần nhất. Xin thân ái chào tạm biệt.